vì đất đó là nó là bố của tiền, tức là nó là có giá trị hơn tiền nhiều theo thời gian. Cho nên tất cả mọi cái thành quả của các ông đi kiếm ở đông kiếm tây, rồi cuối cùng ông về ông cúng cho đất thôi. Ông không cúng cho đất thì cuối cùng ông cũng mà lại mất đấy, nó lại chia lại cho ông, đúng không? Bây giờ đến những cái thằng nó kiếm cả mấy chục nghìn tỷ, nó phải đi nó xúc đất để giữ tiền, chứ không lẽ là nó ôm tiền xong rồi cứ mỗi năm chính phủ bơm cộng 20%, 30%, thì xong 10 năm sau cái tổng lượng tiền trong xã hội gấp 10 lần thì ông không ôm đất thì ông điền mày xin thì làm gì, đúng không? Đúng, đây là câu chuyện đấy. Ông phải nhìn cung tiền M2 ấy, tức là cứ 10 năm là lượng tiền là lúc thấp nhất là tăng 6 lần, lúc cao nhất năm cái chu kỳ trước là 9 năm tăng 14 lần. 9 năm ông bơm tăng 14 lần. Tôi đi làm sản xuất đây này, chết nhe răng há mồm ra vì biết tại sao không? Tôi bán nhà đi xong rồi tôi đầu tư vào xưởng in. Thì sau 15 năm tôi làm in là tổng cung tiền tăng 55 lần. Thế quý vị bảo 15 năm mà tổng cung tiền tăng 55 lần mà quý vị mà không kiếm được nổi cái số tiền đấy thì mất hết trên gì nữa. Đúng không? Cái tổng cung tiền sau nó tăng 55 lần mà ông chỉ kiếm được 2-3 lần thôi thì có phải ông điên mài ăn xin không? Đấy, cho nên tại sao cái bọn đại gia bất động sản nó cứ giàu lên như thế? Nào, bởi vì nó được hưởng cái ông chính phủ cứ bơm tiền ra đâu thì đất nó pháo đất đến đấy, nó hấp thụ hết thì là nó bành lên. Còn các ông không cạt được miếng nào thì coi như tiền các ông mất giá mẹ hết, thì cuối cùng cứ dần dần là các ông cứ teo dần đi. Mà khổ cái nó chết từ từ, chết dần cơ. Hôm nay ông cứ thấy nhấp nhau nhổm, ông bảo ông bọn đất nó sắp sập đến nơi rồi, để kêu sập mai bố tao tiếp. Ngày kia ông lại bảo rồi nó bóng rồi, ừ, giá cao này tiền đâu mua, chắc lại sắp sập rồi. Media nó lại bơm tiền lắm, chỗ này đóng băng chỗ kia đóng đá rồi, các ông bị sợ kiếp lại bảo ôi chỉ chắc thì chết đến nít rồi. Cứ mai lại vẻ một cái tăng tiếp, cứ tăng cho cả thập kỷ như thế các ông chịu nào được. Cuối cùng các ông ôm đóng tiền mất giá hết cả, gửi được tí ngân hàng sau 20 năm thì mua được bắt vợ, bán cái nhà 20 năm sau mua được bắt vợ. Cái đấy là những cái mà các ông cứ đọc báo media nhiều mà không hiểu chính sách, là các ông mất hết tiền, không giữ được, không đầu tư được vào những chỗ giữ được tiền là cuối cùng các ông mất. Mà càng sợ càng mất tiền nhé. Xã hội nó như nó sinh ra như này này, quý vị phải hiểu này, 95% dân số là những thằng rát chết, thích an toàn. Là sao? Bảo mày đi ra mở xưởng sản xuất đi, nhớ chết phá sản sao thôi em biết thế nào, bảo hành chứng khoán đi. Bảo em thấy nhiều thằng nó nhảy cầu lắm em đấy chơi. Bảo bất động sản xúc đi, bảo ôi sợ lắm, bong bóng lỗ cái chuyện treo cổ. Thấy ngày xưa bao thằng treo cổ về bất động sản rồi đấy. Cho tao làm đất giá làm gì cả. Ông đất giá làm gì thì ông đem gửi bãi. Ông ăn mỗi một năm được 3-4-5%. Có nghĩa là 10 năm là ông tăng được, cứ cho nhiều thì được khoảng 50%. Đất tăng 10 lần. Đấy, ông ăn được 50 được 10 năm ông gửi ví dụ 1 tỷ thì thành 1,5 tỷ. Nhưng mà nếu 1 tỷ ông mua miếng đất ăn 10 tỷ. Đấy, đa số dân số là bị gửi banh là những cái thằng mà bị thằng an toàn là thằng mất tiền nhiều nhất. Cứ bảo bất động sản là chứng khoán nó bong bóng nó chết, nhưng mà nó toàn tỷ phú toàn đại gia không. Có nghĩa là cái thằng khôn nó phải đầu tư vào thị trường tài sản chứ không bao giờ nó ôm tiền. Tiền là thứ tài sản tệ nhất. Bởi vì ông chính phủ không chỉ nó chỉ công cụ điều tiết chính phủ thôi, nay ông bơm mang bơm ra thì làm gì có giá. Thế thì phải đầu tư vào tài sản và những cái thứ mà nó quý hơn tiền ấy. Như tôi đầu tư vào cổ phiếu đất này. Có nghĩa là tôi cứ đi ngủ giá đất nhà tôi nó cứ tăng, giá cổ phiếu tôi nó cứ tăng theo. Các ông càng bơm tiền khỏe, chính phủ càng bơm tiền khỏe, tôi càng hứng khỏe. Tôi chả sợ đấy bố là nào. Tôi chả ngu gì, tôi đi ôm tiền tôi gửi ngân hàng. Cứ thằng nào bảo tôi chết với treo cổ nhảy lầu tôi kê bốt mà. Chả quan tâm làm gì. Vì những cái thằng đấy nó chỉ đại diện cho 95% dân số nghèo thôi. Nghe chúng nó bán nhà. Đúng không? Mình có tư duy riêng biệt của mình biết là xã hội là cái gì nhiều. Nó ít tiền ra nhiều, đất ít thì rõ ràng là ta phải ngồi bên đất chứ. Ngồi bên tiền làm gì? Giá hàng hóa là cán cân cung cầu giữa hai bên. Tiền và hàng. Đất khan hiếm dự án. Tiền bơm nhiều auto tặng. Có thế thôi. Và tôi sẽ chọn ngồi. Xu thế là đất nó hiếm hơn tiền nhiều thì tôi cứ ngồi bên đất. Cổ phiếu đất. Nó là hình thức cao cấp hơn của đất thôi. Gián tiếp thôi. Đúng không? Chứ tôi không ngồi cái bên nhiều. Cái bên in dễ là tôi không ngồi. Đấy, chứ nhiều người cũng bảo là sao anh cao thế anh không bán đi, anh không sốt đi, anh không chốt. Tôi chốt tôi làm cái gì? Tôi chốt tôi ôm mớ tiền xong mấy năm sau nó mất hết giá. Thế bây giờ tôi cứ ngồi lại đất tôi cứ tăng, giá cổ phiếu tôi tăng, tôi cứ ung dung, sướng hơn không? Đấy là cái tư duy. Người giàu là đi thâu tóm tài sản. Và cái tài sản đấy phải có giá hơn theo thời gian. Tất cả các tỷ phú trên thế giới đều đi con đường đó. Chứ không ai đi giữ tiền để mà giàu, không ai gửi ngân hàng mà giàu. Đúng không? Vàng cũng không giàu. Không có tỷ phú nào giàu lên từ vàng, thì vàng không có giá trị gia tăng. Nên cái đấy là quý vị phải hiểu. Nếu mà không hiểu thì sẽ không có hướng để mà đầu tư, thậm chí là không hiểu thì rất sợ. Bởi vì cứ nghĩ là mình cầm tiền là chắc nhất rồi, thì mặt là vô. Nhưng cuối cùng bạn là thằng mất nhiều tiền nhất. Thế tự hỏi xem là nếu trong 10 năm qua, cái thằng gửi banh với cái thằng ôm đất thằng nào lại, thằng nào hơn. Đúng không? Thằng gửi banh sắp chết bố hết rồi, tiền mất giá hết.
Còn cái thằng ôm đất thì nó sắp giàu hết rồi. Thằng rẻ rách nó ôm đất vào lạc thì mấy năm qua đã 3-4 lần. Nó ôm gửi banh được bao nhiêu?